Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp bánh 20 inch từ thương hiệu Java Model Fit, trong những cái thương hiệu xe đạp của Ý và cũng cực kỳ là có tiếng trên lĩnh vực xe đạp thể thao. Thương hiệu này thì cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại Việt Nam rồi. Đấy, cái thương hiệu xe đạp rất là nổi tiếng của Ý đấy các bác nhé. Nó in luôn lên khung đây, cờ Ý và Italy đây luôn. Đấy, Model Fit các bác nhé, một chiếc xe đạp gập bánh 20 inch. Đấy, rất là tiện lợi đến cái mùa hè này, là một cái mùa mà các bác đi du lịch rất là nhiều. Cho nên là nếu mà các bác cần một chiếc xe đạp để có thể gập quặn lại này, để vào trong cốp ô tô để lôi ra, có thể đi lôi ra để đạp đến những cái nơi điểm du lịch để bỏ ra đạp thì cực kỳ hợp lý. Khung nhôm các bác nhé, thiết kế toàn bộ là khung nhôm. Đấy. Và toàn bộ chiếc xe thì được gia công và hàn hết bằng thủ công bằng tay các bác nhé. Đây, handmade Java này. Đấy, chính hãng của hãng luôn. Đấy. Rất là hay, rất là độc đáo ở cái điểm đấy. Những cái thợ thủ công nước ngoài hàn thì cực kỳ là chắc rồi. Khung sườn thiết kế hình hộp vuông các bác nhé, thì chiếc xe nó cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc khỏe. Những cái dòng xe bánh 20 inch gập như này thì cái kết cấu yên của nó rất là cao các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy yên nó dài xuống tận đây vẫn là yên nhé. Thế là cũng không quá quan tâm về size xe vì nó có thể để cao vút lên, cao rất là cao lên để các bác như kiểu cho trẻ em đạp cũng được, mà người lớn đến khoảng 1m75 đạp cũng rất là ok. Đấy, rất là hay ở cái điểm đấy. Và nó có những cái cơ chế gập đây các bác nhé. Các bác nào mà chơi xe gập thì cũng đã biết rồi, nó có thể gập được khung này, gập cả cái khung vào và cái ghi đông này cũng gập được vào. Đây, lát nữa em sẽ có một clip ngắn để em hướng dẫn các bác gập chiếc xe này, rất là gọn gàng, cực kỳ là hay. Và xe được trang bị bộ chuyển động là Shimano Atus các bác nhé. Atus này là với 8 tầng lip, bộ gạt đĩa Shimano với 2 tầng đĩa. Cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Với một chiếc xe đạp 20 thì 16 tốc độ cũng cực kỳ là ổn áp rồi, rất là ngon rồi. Đấy, tay bấm xả 3 trong 1, cả phanh cả bấm xả cũng của Shimano luôn đấy các bác nhé. Đấy, và toàn bộ xe này là nguyên bản hết, nguyên zin nguyên bản hết. Và giờ sẽ vào có một cái clip ngắn nhé, chèn vào để cho các bác xem cách thức gập chiếc xe này. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đây các bác nhé, cách gập chiếc xe này thì ở trên khung cổ nó có một cái khóa đây, các bác bẻ cái khóa ra, các bác ấn được cái nút này. Đấy. Các bác kéo cái cổ lên. Đấy. Bấm vào kéo lên các bác nhé. Đấy, là nó sẽ gập được cái phần ghi đông này. Tiếp theo là đến phần giữa khung. Đây nó có cái lẫy khóa an toàn đây. Dạy cái lẫy ra vào bể rất này nó có thể gặp được thêm cái này nữa. Đấy. Có thể gặp gọn vào như này và các bác mang theo trên xe ô tô đi du lịch của ra đạp rất là tuyệt vời, rất là gọn các bác nhé. Nghe thì kể cả là xe nhỏ như Morning Fadin này các bác cũng cho đạp hết.
còn gặp lên nó lại làm gặp lại những cái bước tương tự thôi. Đây là rất đơn giản. Và thì chiếc xe đang được bán với mức giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.